ngước mắt lên, nhìn về phía cô ta đầy lạnh lùng. Lý do cô bỏ đi là gì? Tôi không quan tâm. Bởi vì lúc bé đã ở bên nhau một thời gian nên tôi vẫn luôn rất kiên nhẫn với cô. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể xúc phạm vợ của tôi. Tần Dao vội vàng đứng lên, khóe mắt đã đỏ hoe, hoảng hốt giải thích. Em không hề muốn pha đám cuộc hôn nhân của hai người. Em trở về chỉ vì dòng họ và sự nghiệp của bản thân. Đôi mắt đen của Trần Hoài Kiêu nheo lại lạnh lùng, giọng nói thì lạnh đến thấu xương. Không hề vấn vương chút tình cảm nào với người phụ nữ trước mặt. Sau lưng cô có ông nội nâng đỡ. Ông cụ muốn lợi dụng cô để làm gì? Tôi hiểu rất rõ. Tôi cũng hiểu rất rõ mục đích của cô. Nhà họ Tần đã gần kề bờ vực bị phá sản. Nhưng nếu cô còn không biết suy xét nữa, nói gì, làm gì ở trước mặt ai nhân khiến cô ấy không vui, tôi sẽ khiến tập đoàn nhà họ Tần biến mất khỏi thế giới này ngay ngày mai. Ở trong lòng anh, em đã trở thành loại người như vậy. Mặt Tần Dao trắng bệch, có chút không chịu nổi, chật vật ngã ngồi xuống ghế. Chẳng lẽ tình nghĩa trong quá khứ không hề có chút sức nặng nào ở trong lòng anh sao? Trước đây anh chưa từng thích em à? Tần Dao, bởi vì cô đã từng thấy dáng vẻ mất mát nhất của tôi khi còn nhỏ, cho nên có một khoảng thời gian rất dài, tôi cảm thấy ở trước mặt cô, có lẽ tôi có thể thật lòng thẳng thắn, đôi bên hiểu nhau. Hồi cấp 3, chúng ta có thể gặp lại nhau, tôi cũng thật sự rất vui. Trần Hoài Kiêu nhìn cô ta bằng vẻ mặt vô cảm, rõ ràng phải là những lời cực kỳ dịu dàng, thế mà bây giờ lại nói ra bằng giọng điệu vô cùng tàn nhẫn lạnh nhạt. Nhưng nếu như cô thật sự muốn nói là có tình cảm sâu sắc và tình yêu gì đó thì xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có vợ tôi bây giờ thôi. Tần Dao bưng cốc cà phê đã nguội lạnh trong tay, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu. Năm đó cô ta nhìn thấy một thiếu niên nhanh nhẹn mặc vest, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ như ông cụ non ở một bữa tiệc tụ hội mừng sinh nhật của dòng họ. Tần Dao vẫn luôn muốn làm quen với anh, muốn được làm bạn với anh. Nhưng thiếu niên trầm tĩnh ít nói, xa lánh người khác ở ngoài ngàn dặm, tựa như cất giấu rất nhiều tâm sự. Sau đó, lại có một cơ hội ngẫu nhiên, bà giúp việc dẫn cô ta tới một vườn hoa có bồ câu trắng ở gần nhà tang lễ để xem bồ câu. Vậy mà lại nhìn thấy Trần Hoài Kiêu đang ngồi bên cạnh xích đu với một cô gái, đang nói chuyện trên trời dưới đất. Suốt mấy ngày liên tục, cô ta đều có thể gặp được bọn họ. Khi đó, Tần Dao vẫn luôn lén lút trốn sau thân cây nghe bọn họ nói chuyện phím. Nửa tháng sau, cô bé kia không tới nữa, nhưng Trần Hoài Kiêu lại vẫn kiên trì tới đây mỗi ngày, ngồi im lặng một mình trên xích đu, chờ cô gái kia từ ngày này qua ngày khác. Nhưng mà cô bé đó lại không xuất hiện nữa. Sau khi lên cấp 3, Tần Dao học cùng lớp với Trần Kinh Dã, lớp tụ tập đi hát ở quán karaoke. Cô ta nghe thấy Trần Kinh Dã dùng giọng điệu bông đùa nói lên quá, nói anh mình vẫn luôn có một cô bé thanh mai nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, cuối cùng không gặp mặt, không biết liệu có phải đã không còn ở Bắc Thành nữa rồi hay không. Khi đó, Tần Dao cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Cuối cùng cô ta lại có cơ hội để làm quen với anh một lần nữa, có thể chiếm lấy một vị trí không bình thường ở trong lòng anh. Tần Dao tìm thấy Trần Hoài Kiêu, câu đầu tiên khi mới gặp chính là, đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không? Khi đó, Trần Hoài Kiêu lạnh lùng như đá băng trên núi tuyết, khoác túi đeo chéo, mắt nhìn thẳng, đi sượt qua vai cô ta. Tần Dao cố kiềm chế trái tim đập loạn, đuổi theo anh, không để ý tới em à, vậy anh còn nhớ vườn hoa có bồ câu trắng không? Trần Hoài Kiêu bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn về phía cô ta với vẻ không thể tin nổi. Em là em nè, cô ta cười tủm tỉm, nói hồi bé bọn mình chơi xích đu với nhau ở vườn hoa có bồ câu trắng, còn cho bồ câu ăn nữa. Có lẽ Tần Dao sẽ chẳng bao giờ quên được, trong nháy mắt ấy, đáy mắt của Trần Hoài Kiêu đã dịu dàng tình cảm tới cỡ nào, khiến cho linh hồn cô ta phải run lên mà tan chảy. Cô gái có thể được anh nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy thì lại là kiểu hạnh phúc gì? Tần Dao ghen ghét đến mức suýt phát điên. Cô ta đã ra quyết tâm, phải chiếm lấy phần mềm mại nhất trong lòng anh. Sau đó, bọn họ đi học tan học với nhau mỗi ngày, bởi vì cô ta có thể nói ra nội dung khái quát khi hai người kia nói chuyện với nhau khi đó, mặc dù có một số điều không nhớ được,
Nhưng Trần Hoài Kiêu cũng không nghi ngờ. Sao anh có thể nghi ngờ? Sao anh có thể nghĩ ra? Tần Dao canh cánh trong lòng, nhớ nhiều năm như vậy đều bởi vì vừa gặp đã yêu và để ý tới anh. Tần Dao cảm thấy đây là cơ hội mà ông trời ban tặng cho mình. Bất kể cô bé kia còn sống hay đã chết, đang ở đâu thì mãi mãi không bao giờ có thể tới đối chất với cô ta. Cô ta có thể chiếm được vị trí mềm mại nhất trong lòng Trần Hoài Kiêu mãi mãi. Nhưng cô ta không ngờ được, khi cô ta và Trần Hoài Kiêu phát triển thuận lợi nhất, ông cụ Trần lại bỗng dưng nhúng tay vào, lấy sự sống chết của nhà họ Tần để uy hiếp cô ta, bắt cô ta phải rời xa Trần Hoài Kiêu. Ông cụ Trần có kỳ vọng cao với Trần Hoài Kiêu, ông cụ muốn tìm kiếm một cô cháu dâu thích hợp nhất. Mà người đó tuyệt đối không thể là người Trần Hoài Kiêu thích nhất. Tình có thể làm rối loạn tâm trí, mà người ra quyết định cần phải luôn luôn giữ được bình tĩnh, đặt lợi ích lên hàng đầu, mà không phải tình cảm của chính mình. Vì lẽ đó, Tần Dao không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể rời đi. Lần này, khó khăn lắm ông cụ Trần mới đồng ý cho cô ta quay về. Đương nhiên cô ta phải cố gắng hết sức, muốn cướp lại nửa giang sơn mà cô ta đã từng mất đi trong ván cờ này. Chỉ có điều, cô ta đã đánh giá cao quá khứ giữa mình và Trần Hoài Kiêu, cũng đã coi thường Bạch Nhân. Khi cô ta thất thố, Trần Hoài Kiêu đã đứng lên, đi ra quầy thanh toán tiền rồi muốn rời khỏi quán cà phê. Tần Dao nghiêng ngả lảo đảo xông tới, ôm lấy eo Trần Hoài Kiêu từ phía sau. Anh Hoài Kiêu, cầu xin anh nể tình lúc nhỏ, đừng đối xử với em như vậy, em thích anh thật mà. Ánh mắt của Trần Hoài Kiêu rất lạnh lùng, bẻ từng ngón tay đang bám chặt vào bên hông mình của cô ta ra, cuối cùng túm lấy tay cô ta, quăng ra hoàn toàn. Nếu như cô cứ khư khư cố chấp muốn phá hoại gia đình tôi sẽ khiến cô đến từ đâu thì cút về chỗ đấy. Cho dù là ông nội cũng chẳng thể nào cứu nổi cô. Nghe thấy những lời lạnh lùng không có chút tình cảm nào của anh, Tần Dao ngã ngồi xuống ghế không thể tin nổi. Giờ phút này, xem như cô ta đã hiểu rõ thật rồi. Nhân luyện tập trượt tuyết bằng ván trượt ở đường đua gồm những con dốc thoải ở khu người mới trên sân trượt tuyết. Mặc dù có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn nhưng cô vẫn ngã mạnh vài lần. Thật ra thì cô không cần phải khăng khăng học trượt tuyết cho bằng được. Huấn luyện viên thấy cô quả thực đã ngã đủ thảm thì không đành lòng nói. Cố Tình vốn cũng không giỏi trượt tuyết, nếu như cô trượt quá tốt thì trái lại diễn không đúng. Nhưng cũng không thể không biết bất kỳ một kỹ thuật nào. Bạch Nhân trầm tư nói, Cố Tình rất yêu Trình Niên, lần này sống lại, cô ấy nhất định sẽ nỗ lực đi tìm hiểu môn thể thao mà anh thật lòng yêu thích. Cho nên, khi diễn, không thể xuất hiện bằng dáng vẻ của tay mơ được. Hiển nhiên, suy ngẫm về nhân vật của huấn luyện viên trượt tuyết không sâu sắc như diễn viên, nếu người ta muốn học, anh ta sẽ kiên nhẫn dạy cô. Sau khi Bạch Nhân ngã dập mông xuống đất, có tiếng cười sang sảng truyền đến từ phía xa. Ha 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 ha, chị gái nhỏ này đúng là có mới nơi cũ, không chơi tennis mà thích trượt tuyết à? Bạch Nhân nghe thấy giọng nói của một thanh niên quen thuộc, cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lý Thuần Phong mặc một bộ áo lông màu trắng, đang đứng ở ngoài sân trượt tuyết, vẫy vẫy tay với cô. Cậu ta đội mũ lưỡi chai màu đen thời trang trẻ trung, trên mặt là nụ cười sán lạn như ánh mặt trời. Trong khung cảnh trời xanh tuyết trắng ở đây, không hiểu sao cậu ta xuất hiện khiến tâm trạng của Bạch Nhân trở nên rất tốt. Bạch Nhân phủi phủi mông đứng dậy từ trên nền tuyết, kinh ngạc vui vẻ hỏi, Lý Thuần Phong, sao cậu lại tới đây? Đoàn phim mời tôi đến sáng tác ca khúc kết cho năm thứ ba sau khi anh rời đi. Tôi cố ý tới đây xem các chị diễn xuất, tìm hiểu nội dung bộ phim một chút, tìm cảm hứng. Ngày xưa sáng tác nhạc có thấy cậu Cố Tình chạy tới đoàn phim tìm cảm hứng đâu. Ca khúc này khác, Lý Thuần Phong nói sang sảng thẳng thắn, chị gái nhỏ là diễn viên chính. Đương nhiên, bất kể thế nào tôi cũng phải tốn chút tâm tư. Có vẻ đã nể mặt tôi rồi, cảm ơn nhé. Đúng rồi, tôi đã nói với bên sản xuất âm nhạc rồi, ca khúc kết sẽ do chị hát. Không thành vấn đề. Lý Thuần Phong nhìn ván trượt màu xanh nước biển trên tay Bạch Nhân, hỏi, chị còn có cảnh quay trượt tuyết à? Chỉ có mấy cảnh thôi, phải học một chút cho quen. Bạch Nhân thuận miệng hỏi, cậu biết trượt tuyết không?
Lý Thuần Phong nhớ lại lý do quan trọng vì sao lại chọn nam số 1 là Trần Hoài Kiêu. Chính là bởi vì anh ta trượt tuyết rất xuất sắc. Cậu ta nói không chút do dự, đương nhiên là tôi biết. Tôi là người tinh thông thể thao đó, đều ván trượt cho tôi trình diễn cho chị xem một lượt. Bạch Nhân nghe thấy cậu ta nói bản thân là người tinh thông thể thao thì hơi hơi chần chừ. Lúc trước, thấy thỉnh thoảng cậu ta lại đăng bài chơi tennis lên vòng bạn bè. Cô cứ tưởng cậu ta chơi tennis rất giỏi, ai ngờ kỹ thuật dở không chịu nổi. Thôi bỏ đi, cậu không mặc quần áo bảo vệ, ngã thì sẽ tệ lắm. Lý Thuần Phong nhận lấy ván trượt, dẫm chân lên giữ chắc, độ. Cậu ta còn chưa nói xong, ván trượt dưới chân cậu ta đã trượt ra ngoài. Lý Thuần Phong đứng ở trên ván trượt, sợ tới mức mất hồn mất vía, ngã trái ngã phải trượt thẳng xuống dưới. À... Bịch, tiếng hét chói tai của cậu ta đột nhiên im bặt, cả người ngã chồng vó lên trời. Bạch Nhân vội vàng chạy xuống con dốc thoải, cậu không sao chứ? Lý Thuần Phong đỡ eo mình, xua xua tay, không, không sao, vừa nãy không quen trượt cái ván này, lại lần nữa. Thôi thôi, quần cậu đã bị mài rách rồi. Không sao thật mà, người giỏi thể dục như tôi có thể có chuyện gì chứ? Thứ cho tôi nói thẳng, cậu là người dốt thể dục nhất ấy. Ơ, còn nhóc thối nhà chị. Lý Thuần Phong hùng hục xoa đầu Bạch Nhân đầu. Hai người đứng lên, lại nhìn bóng người cao lớn màu đen của Trần Hoài Kiêu đang đứng im ở trên nền tuyết, chỗ lối vào sân trượt tuyết. Bạch Nhân nhìn thấy anh thì trong lòng có chút khó chịu, nói với Lý Thuần Phong, có muốn tới phòng nghỉ ngồi một lát không? Lý Thuần Phong nhìn ra vẻ mặt mất tự nhiên của cô, có lẽ đã đoán được điều gì. Được, dù sao tôi cũng là công cụ mà, cho chị mượn dùng tùy ý đó. Nói xong, cậu ta quả quyết ôm lấy bả vai thon gầy của Bạch Nhân, động tác thân mật, đi vào sân nghỉ ngơi với cô. Sau khi vào nhà, Bạch Nhân lại quay đầu lại, thấy Trần Hoài Kiêu đã rời đi. Tâm trạng buồn bực vô cùng của Bạch Nhân bởi vì anh và Tần Giao ban nãy lập tức trở nên thoải mái, có loại cảm giác đã báo được mối thù lớn, thuận tay đẩy Lý Thuần Phong ra, tự mình chơi đi. Người phụ nữ này, vô tình quá. Ờ, cậu mới biết à, Trần Hoài Kiêu đã được trải nghiệm từ lâu rồi. Lý Thuần Phong xách ván trượt, dùng khuỷu tay chọc chọc vào cô, Bạch Nhân, thật ra thì chị thật sự rất thích Trần Hoài Kiêu nhỉ. Sao có thể chứ, Bạch Nhân bác bỏ ngay lập tức, tôi và anh ấy chỉ có quan hệ lợi ích, không có gì khác. Chị không cần thừa nhận, Lý Thuần Phong nhún nhún vai, hờ hững nói, cho dù có bị giấu đi, liều chết không nhận thì thích chính là thích, nó sẽ không mất đi chỉ bởi vì chị không thừa nhận. Bạch Nhân bị chọc trúng tâm sự, cúi đầu đạp đạp tuyết, rất lâu sau vẫn không nói gì, cũng không nghe thấy Lý Thuần Phong đang lải nhải cái gì. Mấy phút sau, cô mới chậm lụt lẩm bẩm một câu, cậu từ người giỏi thể thao biến thành người giỏi yêu đương à? Lý Thuần Phong nhìn cô một cái đầy cạn lời, chị Bạch này, bây giờ tôi đang trao đổi chuyện âm nhạc với chị mà. Mạch não của chị có vẻ hơi rối đấy, vẫn còn đang nghĩ về chuyện kia à? Buổi tối, Bạch Nhân quay về khách sạn của khu nghỉ dưỡng, nghe mấy chị gái tám phét lúc trước ở trong đoàn phim nói, Tần Giao đã đi rồi. Hơn nữa, lúc đi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bạch Nhân đoán ra ngay, có lẽ cô đã hiểu nhầm chuyện buổi sáng ở quán cà phê. Tần Giao vốn chỉ ước gì cô hiểu lầm nhiều hơn nữa. Tốt nhất là tự mình làm mình tức chết luôn là tốt nhất, vì thế mới ra tay vào đúng điểm chủ chốt của cô. Chắc là Trần Hoài Kiêu ngả bài với Tần Giao ở quán cà phê, thực hiện lời hứa với cô đêm đó. Bạch Nhân thật sự không ngờ tới, anh có thể thoải mái buông tay Tần Giao như vậy. Chẳng lẽ anh thật sự lâu ngày sinh tình với cô à, thậm chí còn buông bỏ cả mối tình đầu ư? Bạch Nhân nghĩ, chuyện mà ông cụ Trần kiêng kỵ thật sự cũng là việc này. Nếu không, ông cụ cũng sẽ không đứng về phía Tần Giao, cho cô ta tài nguyên, nâng đỡ cô ta, để cô ta quay về cướp đi tất cả mọi thứ của Bạch Nhân. Chẳng sự hôn nhân ở nhà giàu có quyền thế thật sự không thể có tình cảm ư? Bạch Nhân bĩu môi. Lúc Bạch Nhân đang mải suy nghĩ, cửa thang máy, tinh, một tiếng rồi mở ra.
Trần Hoài Kiêu thay một bộ quần áo thể thao thoải mái với áo hoodie đi xuống, khiến cho đường nét anh tuấn trên khuôn mặt anh càng thêm trẻ trung. Bạch Nhân và anh Trố mắt nhìn nhau, hai bên đều sững sờ mất mấy giây. Trần Hoài Kiêu bấm nốt đóng cửa lại mà không hề do dự chút nào. Vào khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Bạch Nhân nhanh chóng chui vào trong nhanh như một cơn gió. Trần Hoài Kiêu vội vàng duỗi tay ra cản cửa thang máy lại giúp cô, giọng nói có chứa vài phần tức giận, nguy hiểm lắm, em chui vào làm gì? Bạch Nhân đứng sau lưng anh, buồn bực nói, nhìn thấy em, anh vội vội vàng vàng đóng cửa lại, còn mắng em à. Thang máy dừng ở quán cà phê trên tầng 2, Trần Hoài Kiêu cất bước muốn đi xuống nhưng Bạch Nhân lại níu lấy tay áo anh, không được đi. Thả tay ra. Không được đi, Trần Hoài Kiêu. Nói xong, cô gái nhỏ nhảy phốc lên, nằm bò ở trên lưng anh. Vừa nãy anh nhìn thấy em và Lý Thuần Phong trượt tuyết với nhau, vẻ mặt thối hoắc luôn. Trần Hoài Kiêu lạnh lùng nói, Bạch Nhân, buông anh ra. Không buông. Trần Hoài Kiêu nghe thấy có tiếng người nói chuyện truyền đến từ cách đó không xa. Anh bấm ngay nốt đóng cửa lại, ngoảnh đầu nhìn cô gái đang bám vào sau lưng mình giống như con nhện, không sợ bị người ta nhìn thấy à? Em ôm chồng em, sợ cái gì? Không sợ người ta đồn thổi, nói đại minh tinh nổi tiếng như bây giờ, toàn là do Trần Hoài Kiêu lăng xê lên à? Bạch Nhân ôm anh càng chặt hơn, trước đây sợ, là vì chưa đủ nổi tiếng. Tô An Ninh cũng chưa bị báo ứng xứng đáng, em sợ sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vì thế mới cẩn thận từng bước một. Bây giờ em đã không cần dùng những điều này để chứng minh bản thân mình rất tài giỏi, em vốn đã rất giỏi rồi, cho nên không sợ. Sự kiên trì và tự tin của cô là thứ mà Trần Hoài Kiêu vô cùng yêu thích. Lòng anh bỗng dần dần mềm đi, em không sợ, vậy anh công khai nhé. Tùy anh. Công khai thì tài nguyên của em càng tốt. Trần Hoài Kiêu kéo cô xuống khỏi người mình, ấn lên vách tường rồi hôn xuống. Nụ hôn nóng bỏng triền miên này rất sâu, rất rất sâu. Trần Hoài Kiêu vứt hết toàn bộ sự kiềm chế nhẫn nhịn cùng cực khi đóng phim lên 9 tầng mây, đè cô lên vách thang máy, mềm mại mà anh ngày nhớ đêm mong. Bạch Nhân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc cho anh cạy hàm răng của mình ra, dây dưa trêu chọc ở đầu lưỡi mình. Bị cuốn vào không thể tự chủ được. A Nhân, vì sao? Vì sao là vì sao? Vừa nãy em vừa dựng rạp diễn tuồng ở sân trượt tuyết với tên hầu nhỏ của mình cho anh xem. Bây giờ lại chủ động trêu chọc. Chẳng có ai có thể hiểu rõ lạt mềm buộc chặt hơn em. Bạch Nhân cắn cắn môi dưới của anh. Khóe mắt cong lên lộ ra nụ cười quyến rũ. Không phải anh rất thích kiểu này à? Trần Hoài Kiêu rất muốn đẩy cô ra. Không bao giờ muốn cắn câu của cô, nhưng rốt cuộc anh vẫn không làm được. Anh càng trở nên hung ác ra sức hôn cô hơn, tựa như muốn đòi lại toàn bộ danh dự uy nghiêm mà mình đã đánh mất trên người cô. Cổ Bạch Nhân bị anh làm cho ngứa ngáy, cô cười khanh khách, bây giờ đang ở thang máy đó. Trần Hoài Kiêu vừa hôn cô vừa lấy thẻ ra, quẹt thẻ lên tầng VIP. Nhưng Bạch Nhân lại cản anh lại, á, không được. Em đã hẹn với chị nữ phụ rồi, lát nữa phải diễn thử với nhau, chị ấy còn đang chờ em ở trong phòng đó. Trần Hoài Kiêu dán mặt vào bên cổ cô, hô hấp dồn dập, dùng cánh mũi cọ cọ vào cổ cô, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô. A Nhân, trêu anh à? Bạch, anh có bản lĩnh thì đứng cắn câu. Trần Hoài Kiêu cắn nhẹ một cái vào cổ cô. Thang máy lên đến tầng 3, Bạch Nhân đẩy anh ra, đi ra ngoài. Quay đầu lại vẫy vẫy tay với anh. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Mặt Trần Hoài Kiêu xa sầm. Đáy mắt toàn là vẻ u ám chưa thỏa mãn vọ. Chịu trách nhiệm hát bài kết nên luôn thảo luận bài kết phim với Lý Thuần Phong ở quán cà phê trên tầng 2 của khách sạn. Mỗi lần Trần Hoài Kiêu đóng phim về thì đều có thể nhìn thấy bọn họ ngồi trong góc nhỏ yên tĩnh của quán cà phê. Mặt mày hớn hở trò chuyện với nhau. Bạch Nhân cầm nhạc phổ, thỉnh thoảng còn thử hát mấy câu. Trần Hoài Kiêu chỉ cần nhìn thấy hai người này ngồi cùng nhau là tâm trạng đã vô cùng khó chịu. Nhưng khổ nỗi bọn họ lại trao đổi chuyện đúng đắn thật. Anh có cảm xúc gì thì cũng phải nhịn xuống, không có chỗ chút. Ban ngày, người của đoàn phim đều ở phim trường, quán cà phê gần như không có ai, hoàn cảnh đẹp mà yên tĩnh. Sau khi Bạch Nhân hát thử xong thì nói với Lý Thuần Phong,
Giai điệu ở đoạn thứ ba còn có thể làm cao hơn một chút nữa, nghe sẽ có cảm giác hơn. Lý Thuần Phong lập tức cầm bút, sửa đổi trên bàn vẽ, bút hết mực, cậu ta vẩy vẩy, mực bắn lên giấy. Lúc này, một chiếc bút trắng men đen đưa tới trong tầm tay của cậu ta. Lý Thuần Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Hoài Kiêu ngồi ở phía đối diện với bọn họ với vẻ mặt vô cảm, dựa hờ vào lưng ghế sofa. Áo sơ mi trắng cởi mấy chiếc cúc, thoải mái nóng bỏng nhưng không hề tùy tiện, khuôn mặt anh tuấn u ám, đôi mắt nhìn bọn họ đầy bình tĩnh, nhưng lại rất có tính xâm lược. Bầu không khí hài hòa vui vẻ trong quán cà phê đã thay đổi ngay lập tức. Người đàn ông này có khí thế mạnh mẽ khiến sự chú ý của mọi người không thể không tập trung lên người anh. Cảm ơn, Lý Thuần Phong mượn bút máy của anh, viết vẽ lên nhạc phổ, sau đó trả bút máy lại cho anh. Trần Tổng tới đây, có chuyện gì à? Trần Hoài Kiêu liếc mắt nhìn Bạch Nhân ở bên cạnh cậu ta một cái. Đến quán cà phê, đương nhiên là uống cà phê. Hai người tiếp tục đi, không cần phải để ý tới tôi. Bạch Nhân nói, vậy chúng ta tiếp tục đi. Được. Lý Thuần Phong cảm thấy áp lực gấp bội, nhưng cũng không thể làm gì được. Ổn định tâm trạng, tiếp tục thảo luận với cô. Mặc dù ngoài mặt Trần Hoài Kiêu im lặng uống cà phê không nói gì, nhưng mỗi khi hai người nói chuyện với nhau, ánh mắt của Trần Hoài Kiêu sẽ dừng trên người bọn họ, giống như chó chăn cừu đang cảnh giác, giám sát từng cử chỉ hành động của hai người đó. Có mấy lần Lý Thuần Phong trò chuyện quá cao hứng, cười rộ lên với Bạch Nhân. Mặt Trần Hoài Kiêu cũng sẽ lộ ra nụ cười mỉm cho hợp với tình huống, thế nhưng nụ cười mỉm kia lại khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lý Thuần Phong thật sự không chịu nổi, gãi gãi đầu, nói với Trần Hoài Kiêu, Trần Tổng, nếu như thuận tiện, anh có thể ngồi xa ra một chút không? Tôi làm phiền hai người à? Anh ở đây, tôi hơi hơi không thoải mái. Trần Hoài Kiêu suýt nữa buột miệng thốt ra, cậu và vợ tôi trò chuyện với nhau vui quá, cậu còn muốn thoải mái như thế nào nữa? Nhưng nếu nói ra câu này thì đã thừa nhận trong lòng anh khó chịu vì ghen. Trần Hoài Kiêu kiềm chế bản thân. Anh biết tôi làm nghệ thuật mà, có yêu cầu khá cao với hoàn cảnh xung quanh. Anh ở đây, ý tưởng của tôi không thể toát ra được. Trần Hoài Kiêu trợn trắng mắt. Bạch Nhân cũng nói với Trần Hoài Kiêu, nếu không, anh cứ rời đi một lát đi. Nghe cậu ta nói như vậy, cà phê trong tay Trần Hoài Kiêu bị dằn mạnh xuống mặt bàn, chất lỏng màu nâu bắn cả ra ngoài. Anh đứng dậy rời đi. Chờ một chút, chồng ơi. Sau khi anh đi được mấy bước, Bạch Nhân lại gọi anh lại. Dù sao tới cũng tới rồi. Trần Hoài Kiêu tạm dừng chân lại, tâm trạng thoải mái hơn chút chút. Đang định xoay người ngồi về chỗ thì lại nghe thấy Bạch Nhân nói, nếu tiện thì nhờ chồng qua quầy cà phê bên kia thanh toán hóa đơn của bọn em đi. Cố tình đi tới sân trượt tuyết, nhìn thấy Trình Niên vẫn còn lén luyện tập thì giận sôi máu. Anh đã hứa với em sẽ không bao giờ chạm vào ván trượt tuyết nữa. Lật lọc à Trình Niên. Trình Niên bị cô bắt quả tang thì cũng hơi buồn bực, dầu dĩ nói, anh thật lòng thích môn thể thao trượt tuyết này, đây là ước mơ của anh. Anh thật sự không hiểu nổi, cố tình, vì sao em cứ phải khăng khăng cố chấp bắt anh phải bỏ. Anh không hiểu gì hết, anh hoàn toàn không biết, vì đam mê này, tương lai anh sẽ mất đi cái gì. Anh không quan tâm, cố tình, anh chỉ muốn giành được chức vô địch thế giới, thực hiện ước mơ của mình, xin em hiểu cho anh. Cố tình lùi ra sau hai bước, lắc đầu, đáy mắt có sợ hãi, có mất mát, cũng có hận sắt không thành thép. Anh muốn em phải hiểu cho anh, nhưng ai sẽ hiểu cho em đây? Em không thể chấp nhận nổi lại phải mất đi anh một lần nữa. Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, anh sẽ cẩn thận, em không tin vào khả năng của anh sao? Lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đã muộn rồi. Cố tình, vì sao em lại chắc chắn như vậy? Em nói anh cũng sẽ không tin đâu. Em không thử thì sao biết? Em biết mà. Trượt tuyết là nghề anh yêu thích nhất cuộc đời này. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ hối hận. Trượt tuyết là nghề anh yêu thích nhất. Vậy em thì sao? Đạo diễn nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh hai người này cãi nhau, tấm tắc cảm thán. Cảnh tượng Trần Tổng và Bạch Nhân cãi nhau, giống y như vợ chồng. Nhà sản xuất cũng gật gù, bọn họ rất giống một cặp. Nhìn đi,
Khi Trình Niên nhìn Cố Tình, diễn xuất hiện hiện ở cả đáy mắt lẫn đuôi lông mày. Đây là yêu sâu sắc cỡ nào, nhưng lại không nỡ ra sao chứ? Hai người này chắc chắn có thể ngọt đến mức khiến toàn bộ mạng Internet bùng cháy. Trình Niên đối diện với Cố Tình bằng vẻ thâm tình, em là lựa chọn anh mãi mãi không bao giờ hối hận. Bầu trời có những bông tuyết trắng muốt đang bay bay, bọn họ ôm nhau hôn nhau nồng cháy dưới trời tuyết lớn. Đạo diễn Hứa vẫn luôn âm thầm cầu nguyện trong lòng, xin ông trời phù hộ, đừng âng, đừng âng, một lần qua, xin hãy phù, xin hãy hộ phù hộ. Một giây cuối cùng, khi đạo diễn đang định bảo cắt thì Trần Hoài Kiêu lại bỗng nhiên giơ tay lên nói, rất xin lỗi, làm lại đi, tôi cảm thấy chưa đúng lắm. Đạo diễn Hứa, kỹ thuật diễn này của Trần Tổng quả thật là bùng nổ. Về cơ bản thì các động tác trượt tuyết đều diễn qua luôn trong một lần, là diễn viên báu vật không thể bắt bè. Khuyết điểm duy nhất chính là cảnh hôn luôn không ổn. Buổi chiều, Bạch Nhân cầm kịch bản đến phòng luyện tập, luyện phần tiếp theo của kịch bản với mấy diễn viên phụ. Khi cô đến cửa thì nghe thấy mấy diễn viên phụ đang bàn tán về một số thứ gọi là tin đồn ở trong phòng luyện tập. Mấy chuyện đang nói trên mạng là thật hay giả thế? Còn có thể giả sao, có cả ảnh lẫn video, chắc như đinh đóng cột. Vậy thì tởm quá, dụ dỗ nhà đầu tư để leo lên thì đã đành, thế mà lại còn làm kẻ thứ ba, trong giới làm gì có ai không biết anh ta đã kết hôn rồi. Tôi buồn nôn quá đi mất. Bạch Nhân không nghĩ nhiều, đi vào phòng luyện tập. Nhìn thấy Bạch Nhân đi vào, mấy diễn viên phụ vội vàng im miệng, vẻ mặt ngượng ngùng. Trong quá trình diễn thử, Bạch Nhân phát hiện bọn họ đọc lời thoại bằng giọng điệu lười nhác. Có mấy diễn viên còn trực tiếp dựa vào tường, làm theo kịch bản một cách qua loa cho xong chuyện. Bạch Nhân thấy hơi bất mãn trong lòng, nhưng lại không nói gì thêm. Vậy nghỉ ngơi một lát trước đi, cô xoay người đi đến gần máy nước nóng lấy một cốc nước ấm. Nhưng khi cô xoay người đi, mấy diễn viên phụ lập tức nhỏ giọng lén xì xào. Cô lấy nước ấm về, bọn họ lại im luôn. Bạch Nhân đã nhận ra có gì đó hơi sai sai. Có bất mãn gì với tôi, có thể nói thẳng. Mấy diễn viên phụ liếc mắt nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt. Có một cô nữ số 3 nói khay nói mỉa một câu, ai dám không tôn trọng cô chứ, cô Bạch. Cô là người trên đầu quả tim của Trần Tổng mà. Bọn tôi làm mất lòng ai cũng sẽ không làm mất lòng cô đâu. Nếu không, lại bị đuổi ra khỏi đoàn phim giống như mấy ngôi sao trước đây, thậm chí còn bị phong sát, vậy thì bọn tôi ăn không hết gói đem đi mất. Bạch Nhân nghe bọn họ nói như vậy, trong lòng đã hiểu mang máng được phần nào. Cô đang nghĩ, chuyện của cô và Trần Hoài Kiêu nên công khai thôi. Bạch Nhân xoay người rời khỏi phòng luyện tập, đi ra rìa hành lang, mở Weibo đã lâu không đăng nhập lên. Mới vừa đăng nhập vào tài khoản, tác bình luận và tin nhắn đã nhảy ra ào ào như sóng to gió lớn động trời. Tởm quá, tởm quá, tởm quá. Bạch Nhân cút khỏi giới giải trí đi. Dùng mánh khóe bẩn thỉu này để leo lên, Bạch Nhân tởm quá. Tôi buồn nôn ghê. Bạch Nhân thoát khỏi phần tin nhắn, bấm mở hot search. Hot search đầu tiên chính là thăng Bạch Nhân Trần Hoài Kiêu thăng, đằng sau còn có chữ hot đỏ chót chói mắt. Cô không phải một người có tuyến phòng bị tâm lý vô cùng vững chắc. Những tiếng chửi rủa xa xả dày đặc như vậy khiến trái tim cô giống như vật rơi tự do, rơi thẳng tắp xuống dưới, rơi vào vực sâu. Bạch Nhân dùng cái tay run rẩy bấm vào hot search đầu tiên, nhìn thấy blogger đăng lên hàng loạt ảnh. Những tấm ảnh đó là ảnh video được quay trong thang máy của khách sạn. Trong video, Bạch Nhân xông vào thang máy có Trần Hoài Kiêu, hai người nói chuyện mấy câu. Cô ôm anh từ phía sau. Trần Hoài Kiêu giãy giụa mấy cái, nhưng không tránh được. Cuối cùng anh đè cô lên vách thang máy, thô lỗ hôn cô. Đây là cảnh tượng Bạch Nhân trêu đùa Trần Hoài Kiêu vào hai ngày trước. Bởi vì không có tiếng, chỉ có hình ảnh, cho nên đoạn video này rất dễ bị người ta hiểu là Bạch Nhân đang có ý định dụ dỗ Trần Hoài Kiêu, bởi vì cô thật sự đã làm ra động tác và ánh mắt dụ dỗ. Bạch Nhân nhìn thấy, bình luận phía dưới video này đã bùng nổ lên 200.000, mà video này mới chỉ được đăng lên cách đây 5 tiếng thôi. Thế mà lại làm kẻ thứ ba, mặt đâu?
Tôi lại thật lòng thật dạ hâm mộ một đứa rẻ tiền như này. Bây giờ tôi đang liều mạng đè nén cảm giác buồn nôn. Sập phòng đột ngột quá. Cút 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 cút. Loại con gái này ra cửa nên bị xe đâm chết. Đây là cái giống gì thế? Thích cho không như vậy, dụ dỗ người có vợ, có biết nhục không hả? Sao toàn bình luận mắng Bạch Nhân thế, không thấy mắng tên đàn ông xấu xa Trần Hoài Kiêu? Phải mắng hết, nhưng Bạch Nhân dụ dỗ người ta rõ ràng quá, nhìn diễn xuất của con hồ ly tinh này đi. Thương Tần Giao ghê, thật là đau lòng quá. A cổng tiểu tiên nữ Tần Giao của nhân gian, ôm một cái, bọn em đều đứng về phía chị. Trần Hoài Kiêu chưa nói vợ anh ấy là Tần Giao mà. Rất nhanh sau đó, Tần Giao chia sẻ Weibo này, không nói gì, chỉ đăng biểu tượng, thở dài. Điều này khiến cư dân mạng càng chắc chắn Bạch Nhân là kẻ thứ ba, càng chửi rủa điên cuồng hơn. Trong lúc Bạch Nhân đang điên cuồng lướt bình luận, Tôn Lê Lê vô cùng lo lắng gọi điện thoại tới, sao lại bất cần như thế? Nếu cậu không muốn công khai quan hệ với anh ấy, thì đừng thân mật ở nơi công cộng. Trần Hoài Kiêu đã kết hôn là chuyện mà mọi người đều biết, bây giờ thì hay rồi, cậu đã biến thành kẻ thứ ba. Mấy quảng cáo trong tay mình đều đang đòi hủy hợp đồng và bồi thường đây này. Chúng ta phải nhanh chóng làm sáng tỏ đi. Trước mắt cậu đừng nóng vội. Bạch Nhân nghe thấy giọng nói của Tôn Lê Lê còn mang theo tiếng khóc nức nở, bình tĩnh lại. Mình phải bình tĩnh thế nào? Cậu xem bọn họ đang chửi cậu như thế nào kìa. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhân bị bủa vây trong sự giận dữ điên cuồng của dân mạng như thế, gần như sắp bị ăn tươi nuốt sống. Giọng nói của cô không thể kìm được cơn run rẩy. Thang máy không được coi là nơi công cộng. Video trong thang máy truyền ra ngoài là có người cố ý chơi mình. Không cần biết là ai, chuyện này có ảnh hưởng quá lớn tới cậu, sẽ trực tiếp hủy hoại con đường sau này và tương lai của cậu. Cần phải làm rõ ngay lập tức. Chờ đã. Cậu còn chờ cái gì? Để nó lên men thêm một thời gian nữa. Bạch Nhân nhanh chóng bình tĩnh lại, gần giọng nói, để nhiều người chú ý hơn. Không phải chứ Bạch Nhân, đừng nói cậu còn muốn lợi dụng chuyện này để làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục nhé. Bọn họ mắng chửi khó nghe cỡ nào. Dù sao cũng đã bị tổn thương, mắng cũng mắng rồi. Nếu như mình không chiếm được cái gì, vậy không phải bị mắng suông à? Tôn Lê Lê hiểu tính của Bạch Nhân, bất kể là cái gì có thể có ích cho cô, cho dù chỉ là một cọng rơm thì cô cũng sẽ không thể vứt bỏ mà không thèm nhìn lại. Có đôi khi, cô ấy rất bội phục tâm lý mạnh mẽ của người phụ nữ này. Bạch Nhân đứng ở cửa sổ, để gió lạnh thổi một lát, cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh, lại về phòng luyện tập một lần nữa. Xin lỗi đã làm lỡ thời giờ của mọi người, tiếp tục diễn thử đi. Mọi người xung quanh thấy vẻ mặt cô không thay đổi, vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ thì càng cảm thấy cô không biết xấu hổ. Cô nữ phụ kiều tịch vừa làm chim đầu đàn lúc nãy trực tiếp bỏ dở giữa chừng, vứt kịch bản xuống, gây ra chuyện ồn ào như này. Còn quay cái gì nữa, chiếu lên cũng chỉ để ăn chửi thôi. Mọi người nhỏ giọng phụ họa, đúng vậy. Bạch Nhân quét mắt liếc bọn họ một cái, hờ hững nói, cô là diễn viên, nhiệm vụ của diễn viên là diễn. Nếu như việc riêng của tôi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, thì hy vọng cô tự mình điều chỉnh đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc. Kiều Tịch bị làm cho tức đến bật cười, Bạch Nhân, cô có thể biết xấu hổ một chút không? Trước đây cô kiêu ngạo, tôi xem như cô là người có năng lực thật. Nhưng bây giờ, xem ra cô cũng chỉ ỷ vào Trần Hoài Kiêu mới có loại tự tin này. Tôi thật sự rất khó có thể làm việc chung với cô. Đúng lúc này, cửa phòng luyện tập đang khép hờ bị người ta dùng một chân đá văng ra. Trần Hoài Kiêu sải bước đi vào, sắc mặt xa xăm. Cô rất khó có thể làm việc chung với cô ấy, vậy thì đừng làm nữa. Bây giờ cút khỏi đoàn phim đi, tôi tin là có rất nhiều người sẵn sàng thay thế vị trí của cô. Trần Hoài Kiêu vừa đi vào, bầu không khí ở đây lập tức hạ xuống âm độ trong nháy mắt. Kiều Tịch vừa nãy vẫn còn kiêu ngạo, nghe thấy những lời này của anh thì chân sắp mềm nhũn rồi. Cô ta vô thức nhìn các diễn viên phụ khác ở xung quanh theo bản năng, mong bọn họ có thể nói giúp mình như lúc nãy cùng nhau xỉa sói Bạch Nhân. Nhưng mà, bọn họ lại đồng loạt câm nín như thể đã chìm vào trong yên lặng, không ai đứng ra bênh cô ta.
Kiều Tịch vừa mới tốt nghiệp khoa diễn xuất của Đại học Truyền thông. Năm thứ ba sau khi anh rời đi là bộ phim đầu tay của cô ta. Lần đầu tiên đã nhận được vai nữ diễn viên phụ vốn là mở đầu cực kỳ suôn sẻ. Nhưng cũng bởi vì tuổi còn nhỏ dễ kích động, lại thích ai bảo sao nghe vậy, tự xưng là chính nghĩa. Cô ta dẫn đầu ra mặt để bênh vực lẽ phải, mà khi bản thân cô ta bị đặt lên lửa nướng thì lại không có một ai bằng lòng đứng ra bênh vực lẽ phải cho cô ta. Ai mà dám? Trần Hoài Kiều đã nói rõ là muốn bảo vệ Bạch Nhân, lúc trước đã dọn dẹp nhiều vật cản như vậy cho cô, cũng chẳng sợ thêm một hai người như bọn họ. Có cô gái đứng ra, cười nói với Bạch Nhân, chị Nhân, vừa nãy là bọn em không đúng. Bọn em sẽ cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc quay phim, nhất định sẽ phối hợp quay xong với chị. Kiều Tịch nhìn cô ta với vẻ khó có thể tin nổi, chợt hiểu ra, nếu như cô ta phải rời đi, không phải vị trí nữ phụ sẽ rơi vào trong tay mấy cô gái này ư? Cái gọi là chị em tốt ngày thường, chỉ sợ là ước gì cô ta mau cút đi. Kiều Tịch biết Trần Hoài Kiều là người nói một không nói hai, cô ta cắn chặt răng, hai mắt đã đỏ hoe. Cố lên, tuyệt đối đừng khóc. Bạch Nhân nhìn cô ta, mỉm cười nói, tự mình nói ra, nhất định phải nói được thì làm được nha. Từng thấy Trần Hoài Kiều phát hỏa đến như vậy. Anh sải bước đi về phía trước, mỗi bước dường như đều mang theo hàng hàng lớp lớp nỗi tức giận. Thẩm Bân không biết mình có muốn đi theo anh không, hoặc ông chủ đang muốn một mình. Anh ta nhìn đến Bạch Nhân ở bên cạnh, ý xin sự trợ giúp. Bạch Nhân lắc lắc đầu, đừng đi theo anh ấy. Thẩm Bân nói khẽ với Bạch Nhân, sáng nay lúc tôi vào, sếp đã thức dậy. Nhìn thấy tin tức bùng nổ trên điện thoại, lẳng lặng lướt bình luận, xem suốt nửa giờ, sau đó. Sau đó thì sao? Sau đó chiếc điện thoại lại được hôn vào vách tường. Thẩm Bân nói tiếp, điện thoại cũ của sếp vừa vỡ mới vứt đây, đã đổi chiếc mới, chưa được hai ngày, màn hình lại nát bét. Bạch Nhân nện bước, đuổi theo Trần Hoài Kiều, giải thích với anh, chuyện này là em làm phiền anh, hại anh bị mắng đến như vậy. Trần Hoài Kiều bỗng dừng bước, nói thế nào? Lúc trước anh thừa nhận đã kết hôn, là em kiên trì không chịu công khai, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân. Hôm đó ở thang máy, cũng là em chủ động gây sự, hại anh bị mắng thành tên đàn ông cặn bã. Về phương diện gánh vác trách nhiệm, trước nay Bạch Nhân đều không sợ bóng sợ gió. Nếu là cô sai, thì cô nhận lỗi, sẽ không trốn tránh. Trần Hoài Kiều thấy cô đổ hết tội lỗi lên người, lại tức giận không thôi. Anh vừa mới ở trong phòng đọc bình luận tận hơn nửa giờ, nhìn thấy bao nhiêu người trên mạng mắng cô, lời mắng chửi đến khó coi, kẻ thứ ba liều chết không biết xấu hổ này nọ. Chỉ cần Trần Hoài Kiều tưởng tượng đến những lời nhơ bẩn này lại dùng để miêu tả cô, nghĩ đến lúc cô đọc được những lời này sẽ khó chịu đến nhường nào, trái tim anh cũng rạn vỡ. Nhưng cô không biết, cô chỉ cảm thấy anh là vì thanh danh của mình bị hủy nên mới tức giận. Bạch Nhân thật sự hiểu lầm, cô cúi đầu nói, vốn em nghĩ lát tối sẽ lại làm rõ, chờ người ta mắng đủ, mắng cho đã, dư luận lại đảo chiều, đối với em cũng có lợi. Nhưng như vậy ích kỷ quá, em không thể để anh bị liên lụy chịu mắng cùng em. Bây giờ em làm rõ ngay, công khai hết chuyện này ra. Nói đoạn, cô lấy điện thoại ra. Trần Hoài Kiều bỗng cầm lấy cổ tay trắng nõn tinh tế của cô, giữ chặt lấy, làm cô không thể động đậy. Bạch Nhân khó hiểu mà nhìn anh, Trần Hoài Kiều. Lòng Trần Hoài Kiều rất không tự nhiên, lạnh lùng nói, Bạch Nhân, em cảm thấy anh giận là vì chính anh, vậy em chưa từng thật sự hiểu lòng anh. Không phải vì anh, chẳng lẽ lại vì em à? Lời cô còn chưa dứt, Trần Hoài Kiều đã áp cô đến bên cửa sổ sát đất, hôn cô thật sâu. Chiếc lưỡi mềm mượt xâm chiếm lãnh thổ của cô, không chừa đường sống mà chiếm lấy mọi thứ, cướp đi cả hơi thở của cô. Động tác ngang ngược lại mạnh mẽ, tựa hồ như phải thu nạp cả người cô vào mình.
lại hiện rõ ý cười mãn nguyện. Bức ảnh này là ông cụ Trần lúc ở dưới sân khấu đám cưới, dùng chiếc máy ảnh ASL cổ mà bắt được khoảnh khắc. Trần Hoài Kiêu dùng bức ảnh làm ảnh nền điện thoại của mình. Anh thích bức ảnh này vì Bạch Nhân trong ảnh cười rất ngọt ngào, giống như gả cho anh, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô. Bức ảnh cưới này lộ ra, trong phút chốc đã làm bùng nổ mạng, cộng đồng mạng khiếp sợ hoàn toàn. Trời ạ, đảo chiều triệt đề. Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân, vậy mà đám cưới rồi. Bây giờ trai cặn bã và gái tiêu dơ đây cũng có thể làm đám cưới à? Làm ơn đi, anh ta dám mông nghênh kết hôn như vậy, còn cặn bã với tiểu tam gì nữa, rõ ràng Bạch Nhân chính là vợ anh ta đó. Cho nên bà Trần thật sự chính là Bạch Nhân, không phải Tần Giao. Tôi chỉ biết Trần Hoài Kiêu không thể nào là đàn ông cặn bã. Ôi ôi ôi, nhà tôi lại được khôi phục rồi. Tôi ganh tị thật sự luôn, tuy là, nhưng mà, ảnh cưới của Bạch Nhân đẹp quá. Lúc trước đoạn phim ở thang máy kia, Bạch Nhân thật sự là dụ dỗ Trần Hoài Kiêu, nhưng mọi người không phát hiện ra sao, trong mắt Trần Hoài Kiều toàn là yêu chiều không thôi. Đây là tình thú của vợ chồng người ta, bị đưa lên như vậy, thật sự là ác độc quá. Lòng dạ đáng chết. Có lẽ mối quan tâm của tôi hơi lệch hướng, Bạch Nhân là vợ của Trần Hoài Kiêu. Nói cách khác, tất cả sự nổi tiếng của cô ta, tất cả đều do Lăng Xê mà có. Đúng vậy, tài nguyên mà cô ta có so với những nghệ sĩ cùng thời tốt hơn nhiều lắm. Nói danh tiếng của cô ấy có được đều là do Lăng Xê, cô ấy diễn xuất thế nào, các người không mở mắt ra à? Chính xác, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh đẹp đến thẳng thốt của cô ấy trong Nghe Thường. Có thực lực. Khi tuyên bố, đám cưới nổi tiếng này được đào ra, đồng hành với nó dĩ nhiên là những tài nguyên và danh tiếng mà Bạch Nhân đạt được cho đến nay, bị nghi ngờ. Chuyện này, trước kia Bạch Nhân thật sự để ý. Trần Hoài Kiêu tựa như vầng mặt trời chắn ngay phía trước cô. Hào quang quá sáng chói, cô nép ở phía sau, chỉ biết để người khác xem như bà Trần, chứ không phải một Bạch Nhân là nghệ sĩ. Nhưng bây giờ, Bạch Nhân không sợ. Cô đã không cần dựa vào chuyện này để chứng minh bản thân nữa. Cô thật sự có khả năng để đứng trên đỉnh bầu trời sao, không sợ bất kỳ ai nghi ngờ, cũng có tác phẩm có thể ném vào mặt những kẻ hoài nghi về cô. Thậm chí cô còn sửa lại tên Weibo, từ Tiểu Bạch không bao giờ uống cam C nữa, thành Tiểu Bạch lại thích uống cam C. Cái tên này của cô lại bị cư dân mạng bão giải thích. So... Cam C là Trần Hoài Kiêu à? Tôi đi đây, ý rõ ràng như vậy sao tôi lại không nhìn thấy? Tên này Bạch Nhân dùng rất nhiều năm rồi, mỉa, hai người biết nhau từ lâu rồi à? Còn có tiết mục giải quyết hiểu lầm. Thuyền vợ chồng xếp tổng này tôi chèo. So với việc công bố, chuyện Bạch Nhân càng hứng thú hơn là chuyện này vì sao mà vỡ lở, sao mà bị đồn thổi. Thật rõ ràng. Kẻ đầu tiêu nắm rõ là cô không dám công khai chuyện kết hôn. Hoặc là tên tuổi thật sự của kẻ thứ ba bị lôi ra, hoặc là thừa nhận bản thân cô bám lấy Trần Hoài Kiêu mà leo lên. Dù thế nào cũng như nhau, đối với Bạch Nhân mà nói, đều là đòn chí mạng. Có thể thấy người khởi xướng hận cô cỡ nào. Về chuyện đoạn phim trong thang máy vì sao lại đến tay blogger kia, Trần Hoài Kiêu bắt Thẩm Bân bằng mọi cách điều tra rõ ràng. Xem như bù đắp lại sai lầm của anh ta. Thẩm Bân tóm được cơ hội này, dĩ nhiên là làm hết lòng hết sức. Khi công việc quay phim ở núi Minh Phong sắp hoàn thành, Thẩm Bân đã điều tra rõ ngọn ngành chuyện này. Đoạn phim bên trong thang máy khách sạn dĩ nhiên là quản lý trong khách sạn tiết lộ ra ngoài. Từ manh mối này, Thẩm Bân tóm được nhân viên quản lý trực phòng giám sát ngày hôm đó. Người quản lý này đối mặt với rủi ro bị kiện, với hàng loạt lời buộc tội nghiêm trọng từ Thẩm Bân thì sợ đến hồn lìa khỏi xác, vội vội vàng vàng vạch trần người mua chuộc anh ta. Tầm trạng vạng, Thẩm Bân cầm văn bản được tên quản lý kia ký tên xác nhận đi tìm Bạch Nhân. Bạch Nhân nhận văn bản xem một lần, nhìn Thẩm Bân, anh không dám đem tài liệu khai tên Tần Giao gì đó đưa cho Trần Hoài Kiêu xem. Hước, Thẩm Bân do dự, nói, mối quan hệ giữa Tần Giao và ngài Kiêu thế nào tôi cũng không rõ mấy. Không dám tùy tiện đưa ngài ấy xem.
Thẩm Bân cẩn thận chọn lời, sợ động chạm Bạch Nhân. Tôi cũng không hiểu rõ lòng dạ ngài Tiêu, chủ yếu sợ bà chủ nhạy cảm. Bạch Nhân, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi nhạy cảm với cô ta? Thẩm Bân, thần biết tội. Bạch Nhân lười phản ứng lại loại nhân viên lòng dạ chăm chăm uốn gối vuốt đuôi. Thẩm Bân không xác định sau khi Trần Hoài Kiêu biết chuyện có khó xử hay không. Tương tự, Bạch Nhân cũng không biết chính xác rốt cuộc Tần Giao có vị trí thế nào trong lòng anh. Lỡ như anh thật sự muốn che chở cho cô ta, chẳng phải Bạch Nhân lại tự dưng bị mắng oan uổng. Cô không phải là dạng người có thể cam chịu bẻ răng nuốt máu. Cô là người răng đổi răng, ăn miếng trả miếng. Sóng gió người thứ ba đã làm cho cô ăn không ít mắng chửi. Chục nghìn, trăm nghìn bình luận, tất cả đều điên cuồng nguyền rủa và độc mồm độc miệng phỉ nhổ cô. Tổn thương này, cô phải trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Nhanh, tâm điểm được chú ý trên mạng xã hội chuyển từ hôn nhân bí mật của Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu sang trên người Tần Giao. Tôi muốn biết, rốt cuộc là có chuyện gì với Tần Giao? Đúng đó, Tần Giao còn lên bài trên Weibo tố Bạch Nhân là kẻ thứ ba mà. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, cô ta diễn sâu quá. Đương nhiên trước hết Tần Giao xóa ngay tin Weibo kia, tôi và anh Hoài Kiêu đã quen nhau từ nhỏ nha. Lần này trở về, nghe nói anh ấy kết hôn, nhưng cũng không biết vợ anh ấy là Bạch Nhân. Nhìn thấy đoạn clip trong thang máy, tôi sợ hết cả hồn, cũng vô cùng phẫn nộ. Con người không phải thánh, tôi nghĩ ai cũng sẽ có những thời điểm nhất thời xúc động. Hơn nữa, anh Hoài Kiêu còn là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Trả lời vô cùng thỏa đáng, nghĩ có thể là đã chuẩn bị lý do quay xe từ sớm, lại càng làm lửa nóng đảo chiều về phía Bạch Nhân ngay lập tức. Cái gì cơ, Tần Giao và Trần Hoài Kiêu là thanh mai trúc mã. Ăn chờ, cho nên vẫn là Bạch Nhân là tiểu tam chen vào, hơn nữa còn trèo cao thành công. Này này này, thật sự là đảo chiều ngoạn mục đó. Khẳng định là đúng rồi, Tần Giao và Trần Hoài Kiêu vốn dĩ là người yêu, Bạch Nhân chen chân cướp Trần Hoài Kiêu, Tần Giao oan ức một bụng còn bị hiểu lầm là người thứ ba. Dưa này từ đầu đến cuối, hai người trong cuộc Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu, trước sau chưa một lời lên tiếng. Nhưng sau lời phát biểu ẩm ương của Tần Giao, hai người như thể không hẹn mà cùng lúc đăng Weibo thanh minh. Trần Hoài Kiêu, không phải thanh mai trúc mã, đã nói đừng chạm vào tôi, sao là A còng Tiểu Bạch lại thích uống nước cam xê, dấu bé ba dấu bé ba. Weibo của Trần Hoài Kiêu rõ ràng cáu kỉnh, nhìn ra được sự phẫn nộ ẩn chứa bên trong. Đồng thời, tin Weibo này cũng làm cho fan trung thành và người qua đường cảm thấy người đàn ông xa vời lạnh lùng như thần Phật, ngã khỏi bệ thờ, trở thành một hình tượng cuồng vợ chân thật, sinh động. Anh Kiêu cáu kỉnh thật là đáng yêu quá ha ha ha. Nhìn ra được Trần Hoài Kiêu rất yêu vợ. Lần trước chuyện Mạnh Thiền Thiền, lần này đến chuyện Tần Giao. Ảnh minh họa, đừng chạm vào tôi, dùng nhão cả rồi, cười mếu. Có thể nói là rất tranh thủ đường sống. Tần Giao siết chặt điện thoại, khẽ run rẩy. Tin Weibo này của Trần Hoài Kiêu, thẳng tay vào mặt cô ta, không chừa cho cô ta đường lùi vào mặt mũi. Nhưng, còn chưa nuốt trôi phản bác của Trần Hoài Kiêu, đòn đánh trả từ Bạch Nhân càng nặng tay gấp đôi với cô ta, như rơi xuống địa ngục. So với ngôn ngữ phản bác của Trần Hoài Kiêu, Bạch Nhân lại rõ ràng thẳng thắn trực diện, một câu vô nghĩa cũng không có, đưa thẳng lên đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm là cuộc đối thoại của cô và Tần Giao. Tần Giao, chị Nhân, chuyện ngày xưa của em và anh Hoài Kiêu, chị không hiểu đâu. Bạch Nhân, vậy thì sao? Tần Giao, cho nên, hy vọng chị tác hợp cho bọn em. Bạch Nhân, cô có biết Tô An Ninh sao mà rời khỏi giới không? Tô An Ninh rút lui là vì danh tiếng thối nát. Vì sao mà thối? Là vì mẹ cô ta là người thứ ba. Cô quay về, không phải vì giấc mộng giới giải trí sao? Đều là kẻ thứ ba, còn theo đuổi gì giấc mơ của cô? Hay là, cái gọi là giấc mơ gì đó chẳng là gì so với một tên đàn ông thối lắm tiền? Tần Giao, không phải, em và anh Hoài Kiêu là thanh mai trúc mã. Không phải tệ hại như chị nói. Bạch Nhân, Tần Giao, trong mắt tôi không chứa nổi một hạt cát. Hôm nay nếu cô còn chưa nói chuyện này với tôi,
Tương lai tôi có thể ly hôn với anh ta, tác thành cho các người. Nhưng cô đã nói rồi, làm tôi đổi ý. Tần Giao, cô, ý cô là gì? Bạch Nhân, trước đây, có đứa bạn học cùng đáng ghét, luôn muốn con búp bê tôi tự tay may. Thật ra tôi cũng không phải quá thích con búp bê vải kia, nhưng tôi lại càng không thích cô ta hơn. Cho nên con búp bê bị tôi vứt vào nhà kho, làm cho nó tả tơi bẩn thỉu cũng sẽ không tặng nó cho người tôi ghét. Cho nên, tôi đổi ý, tuyệt sẽ không ly hôn với Trần Hoài Kiêu. Cho dù tôi vứt anh ta đi, cũng tuyệt đối không để cho cô được lợi. Tần Giao, còn anh ấy, cô có thể đoan chắc anh ấy sẽ không đề nghị ly hôn với cô sao? Bạch Nhân, đây không phải là mục đích lần này của cô sao? Dụ dỗ chồng tôi ly hôn tôi. Tôi chống mắt mà xem, tầm này người thứ ba mà có thể tỏ ra trong sạch thoát tục đúng lý hợp tình như cô, cũng hiếm thấy. Đoạn ghi âm đối thoại này là vào ngày đầu tiên Tần Giao đến học tập với tổ phim ở núi Minh Phong, đã nói chuyện với Bạch Nhân. Bạch Nhân có thói quen là mang theo trên người bút ghi âm, nhất là khi đàm phán với đối thủ, hôm đó lại có ích. Chiều này, vẫn là năm đó ông cụ Trần huấn luyện cô, đã dạy cho cô. Nếu Tần Giao là con cờ ông cụ Trần tìm lại, như vậy cô dùng chiêu này, xem như gậy ông đập lưng ông. Tần Giao nghe được đoạn nói chuyện bị tung ra, máu toàn thân đều chảy ngược. Run rẩy, không biết làm sao. Nội dung đoạn trò chuyện vô cùng rõ ràng, Tần Giao biết rõ mình là kẻ thứ ba còn kêu Bạch Nhân tác thành cho mình. Cô ta thật sự là khiến cho toàn thể cộng đồng mạng ghê tởm một cách triệt để. Lúc trước bọn họ mắng Bạch Nhân thế nào, thì bây giờ lại mắng Tần Giao như vậy, cay nghiệt gấp chục gấp trăm lần. Ông cụ Trần ngồi trước bàn cờ, tự đánh cờ một mình. Kênh giải trí trên TV đang phát tin tức về vụ bê bối của Tần Giao và việc nhà họ Tần hoàn toàn phá sản. Ông lướt lắc đầu, lấy con cờ trắng vứt ra ngoài. Ngẩng đầu, trên vách tường đối diện còn treo một bộ tranh thêu tinh xảo, Xuân đến Xuân cư đồ, do chính tay Bạch Nhân thêu cho ông ta lúc chuyển nhà. Từng sợi đều là cả tấm lòng thành kính biết ơn và hiếu thảo của những năm đó. Mà nay lại ầm ĩ đến tình thế con cháu trở mặt bất hòa, ông thật sự muốn như vậy sao? Đến lúc này, chuyện này cuối cùng cũng bị lãng quên. Lúc Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu ở núi Minh Phong quay phim cũng không đề cập đến. Về mặt này, bọn họ gần như ăn ý. Buổi tối, Bạch Nhân nằm trên sofa trong phòng Trần Hoài Kiêu xem kịch bản, nhíu mày cân nhắc cảm xúc nhân vật. Trần Hoài Kiêu nói chuyện điện thoại ngoài ban công xong, trở lại phòng, nói với Bạch Nhân, diễn xong ở núi Minh Phong, ông nội bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Không đi, Bạch Nhân lấy kịch bản che mặt, miễn cưỡng nói, không nói đến Hồng Môn Yến, đi khéo lại bị nhốt dưới hầm. Cho nên anh từ chối. Trần Hoài Kiêu ngồi trên sofa bên cạnh cô. Anh từ chối. Bạch Nhân từ trên sofa bật dậy, nhìn anh, không đúng, anh còn chưa hỏi đến em. Không cần hỏi, anh biết em sẽ không đi, anh cũng không muốn em lại đối mặt với ông nội. Trần Hoài Kiêu thản nhiên nói, em là vợ anh, em chỉ cần ở sau lưng anh, tất cả mọi chuyện bên ngoài, áp lực gia đình, anh gánh hết cho em. Đây là lời âu yếm Trần Hoài Kiêu sẽ nói. Trần Hoài Kiêu bật cười, xoa nhẹ đầu cô, là lời thật lòng chỉ có em được nghe. Bạch Nhân tựa vào người anh, nghĩ, chủ trừ nói, đi hay không, chờ em quay xong, xem tâm tình thế nào. Đúng rồi, không phải ông nội nói em muốn biết chuyện mẹ anh sao? Nếu em đồng ý đến, ông ấy sẽ mang hết chuyện này kể cho chúng ta. Bạch Nhân giật thót, nhìn Trần Hoài Kiêu, thật à? Ừ. Không chỉ Bạch Nhân mà Trần Hoài Kiêu cũng càng muốn biết hết tất cả những chuyện liên quan đến mẹ anh. Vậy, đi. Trần Hoài Kiêu nhéo nhéo hai má cô, tùy em. Bạch Nhân nhìn thấy điện thoại của Trần Hoài Kiêu, màn hình đã vỡ vụn, cảm ứng đã không còn dùng được, chỉ có thể gắng gượng thực hiện được cuộc gọi. Không biết cả đời anh, hễ tức giận lại ném điện thoại là tật xấu gì. Còn chưa đổi cái mới, chờ từ núi về lại đổi. Bạch Nhân kéo điện thoại của mình qua, nếu anh cần dùng gấp thì có thể lấy của em trước. Trần Hoài Kiêu nhận không chút do dự, có thể tự do xem. Bạch Nhân tỏ vẻ hào phóng, thoải mái, em không giống anh,
trong điện thoại có cả đống bí mật kinh doanh. Trần Hoài Kiêu mở thẳng Weibo, mở ra khung chat với anh. Bạch Nhân thấy tình hình không ổn, đang muốn giật lại điện thoại, nhưng chậm một bước. Trần Kiêu nhìn thấy phần ghi chú tên anh trên khung chat, bể tôi dưới váy. Bạch Nhân không nói gì. Người này tóm được điện thoại, chuyện đầu tiên làm không phải là xem ảnh chụp hay tra đối tượng trò chuyện mà lại tò mò xưng hô của cô đối với anh. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Trần Hoài Kiêu cầm theo điện thoại, hơ hơ trước mặt cô, hơi cao giọng, bể tôi dưới váy. Đùa thôi. Miệng anh hơi nhếch lên, kề sát vào cô, cọ cọ vào tóc mai của cô một lúc, tay rơi xuống vòng eo nhỏ nhắn của cô, vỗ về nhẹ nhàng. Thông minh như cô, sau chuyện Thẩm Vân vì chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà bị sa thải, cô đã đoán được tên đàn ông chó này vì không muốn ly hôn đã lấy chuyện truyền thông sán tinh phá sản ra để ngụy trang. Mỗi ngày anh đi họp chỗ này, đi dự lễ trao giải chỗ kia, nửa điểm giống với bộ dạng xếp lớn sa sút vì phá sản cũng không có. Quả nhiên, Bạch Nhân, tuần tra, từ lầu 1 đến lầu 5, nơi làm việc từng trống trải đã lại ngồi đông nghịt người. Không ít người còn bày ở chỗ làm việc ảnh chụp chung trong khung cảnh trời xanh biển rộng ở Maldives. Hóa ra Trần Hoài Kiêu cho bọn họ kỳ nghỉ hưởng lương, sau đó giả dạng thành dáng vẻ công việc điều hưu, nhân viên nghỉ việc. Tuy Bạch Nhân đã nguôi ngoai chuyện Tần Giao, nhưng chuyện cả công ty hù lại gạt cô này, cô vẫn muốn đi tìm Trần Hoài Kiêu tính sổ. Vì không ly hôn, sếp tổng nào đó ngay cả mặt mũi cũng không thèm giữ. Nói dối đến cả như vậy, còn cho toàn bộ nhân viên đi Maldives nghỉ phép có lương. Anh ta nhiều tiền quá đến phát hoàng rồi à? Bạch Nhân không báo với ai, ngay cả ở quầy tiếp tân cũng không báo trước, đi thẳng thang máy đến văn phòng của Trần Hoài Kiêu. Cô thư ký ngồi ngoài cửa nhìn thấy Bạch Nhân đến, kích động đứng dậy đón tiếp, chào bà chủ. Từ sau khi Trần Hoài Kiêu tuyên bố, bây giờ cả công ty đều biết Bạch Nhân là vợ ông chủ. Thái độ đối với cô so với đối với Trần Hoài Kiêu còn muốn kính trọng hơn trăm lần. Trần Hoài Kiêu yêu chiều Bạch Nhân đến vô độ, bọn họ dù có dám không chu toàn với Trần Hoài Kiêu cũng không dám sơ suất với Bạch Nhân. Trần Hoài Kiêu có ở văn phòng không? À, dạ có, bà chủ. Bạch Nhân nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô thư ký, lại hỏi, tiếp khách hả, tôi ở đây chờ một lát. Ông Trần đang gặp khách không? Dạ, không phải. Cô trợ lý ậm ừ, thật lâu sau, rốt cuộc mới có quyết tâm, nói khe vào tai Bạch Nhân, bà chủ, là Tần Giao đến. Hả? Cô trợ lý rất muốn được sống, nói cô ta đã hẹn trước tầm nửa tháng, sếp vẫn không gặp. Hôm nay cô ta khóc lóc ầm ĩ, nhất định phải gặp sếp cho bằng được. Ở bên ngoài ầm ĩ còn ra thể thống gì, tôi chỉ có thể tự ý dẫn cô ta đến. Bạch Nhân mỉm cười, thong thả nói, không sao, tôi tin anh ấy. Vậy thì tốt rồi. Cô trợ lý còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Bạch Nhân đặt cái cốc xuống bất thình lình. Tôi muốn vào phòng sinh hoạt, mở cửa hộ tôi. Trái tim cô trợ lý run rẩy, vội vàng mở cửa phòng sinh hoạt cho Bạch Nhân. Phòng sinh hoạt này thông với phòng làm việc của Trần Hoài Kiêu. Bình thường nhóm nhân viên chỉ có thể vào văn phòng của anh. Phòng sinh hoạt là không gian sống cá nhân của Trần Hoài Kiêu, chỉ có Bạch Nhân mới có thể vào. Sau khi trợ lý đưa Bạch Nhân vào phòng sinh hoạt, đã thấy cô ghé tai vào cánh cửa ngăn cách với phòng làm việc nghe lén. Bà chủ quả nhiên vô cùng tin tưởng Trần Tổng. Cách cửa kia thật sự cách âm, Bạch Nhân chẳng nghe được gì, cô đơn giản hé cửa ra thành một khe, xuyên qua kẽ hở đó, cuối cùng có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ. Tần Giao, nói thật cho tôi biết, người trước kia thật sự là cô. Anh có ý gì, có chứ lại hiện rõ.
Đầu nghi ngờ em từ khi nào? Hồi trung học, cô nói với tôi cô là cô ấy. Tôi rất phấn khởi, mặc dù lúc đó nhỏ quá, không có tình cảm gì sâu sắc. Nhưng cô ấy là người duy nhất tôi mở lòng, là người biết dáng vẻ chân thật nhất của tôi. Trần Hoài Kiêu lạnh lùng nhìn cô ta, lần này cô trở về từng hành vi cử chỉ, đều trái ngược hoàn toàn với sự tồn tại của cô trong lòng tôi. Tôi thậm chí còn tự nói với mình, Giang Sơn dễ đổi, bản tính có lẽ cũng sẽ chuyển rời. Bởi vì sao từng ngày năm, tôi không biết cô ấy đã phải trải qua chuyện gì, mãi cho đến khi tôi điều tra mẹ cô, lúc này mới càng chắc chắn, cô vốn dĩ không phải là cô bé ấy. Tần Dao run rẩy lùi về sau hai bước, va vào chiếc bình hoa men ngọc cao đến nửa người đặt trên mặt đất, phát ra âm thanh vỡ vụn thanh thúy. Tựa như tỉnh lại từ giấc mộng đêm hè mà cô ta tự thiêu dệt nên. Buồn cười, cô sao lại có thể là cô ấy? Trần Hoài Kiêu lắc lắc đầu, nở nụ cười tự giễu, sao cô xứng là cô ấy? Giọng Tần Dao run rẩy, cắn răng nói, Trần Hoài Kiêu, cô ta sống chết cũng không biết. Nói không chừng đã chết từ đời nào rồi. Anh cho là mình còn có thể tìm được cô ta sao? Anh mãi mãi cũng sẽ không tìm được. Cô sai rồi, tôi sẽ không tìm cô ấy, cũng không cần thiết. Tần Dao kinh ngạc, vì sao? Cô ta không phải người trong lòng anh sao? Anh không tìm cô ta ôn lại chuyện cũ. Tôi không cần ai ôn lại mộng cũ. Người trước mắt chính là người trong lòng. Bạch Nhân ngẩn ngơ bước ra khỏi phòng khách. Chị gái trợ lý thấy sắc mặt cô không mấy tốt, sợ cô nghe được chuyện gì không hay, vội vàng đến đón. Bà chủ, bà không có việc gì chứ? Trần Tổng ngày ấy. Bạch Nhân khoát tay, không có gì, chỉ là tựa như nhớ lại một chuyện hồi còn rất nhỏ. Ký ức này cô gần như đã quên lãng, lại vì cuộc nói chuyện của Trần Hoài Kiêu mà trở về. Công viên Bồ Câu. Mấy ngày mẹ cô qua đời này cô vẫn thường đi đến công viên Bồ Câu. Bạch Nhân bé bỏng của 5-6 tuổi ấy, đoạn thời gian ấy mỗi ngày dường như đều không muốn về nhà, ở nơi gần mẹ nhất, trốn tránh cả thế giới. Bà đã đưa dì kia và chị Lý về nhà, cô cơ bản không muốn trở về đối diện với họ. Sau đó ở công viên Bồ Câu cô gặp được một anh trai vừa mất mẹ, cao hơn cô một chút, cũng lớn hơn cô một chút. Cô gặp anh vài lần nào anh cũng một mình trốn dưới bộ cây mà khóc trộm. Bạch Nhân bầu bạn với anh vài ngày, hai người cho bồ câu ăn, đẩy xích đu, trò chuyện về mẹ. Cụ thể là tâm tình chuyện gì, thật sự giờ Bạch Nhân cũng không nhớ nổi câu nào, ngay cả dáng vẻ của anh, ký ức đều đã mơ hồ, khi đó cô so với anh còn nhỏ hơn vài tuổi. Sau đó, Bạch Nhân bị ba đưa về nhà bà ngoại, đi đột xuất, thậm chí cũng không có cơ hội đến công viên bồ câu nói lời tạm biệt cùng anh chàng kia. Hình như anh chàng còn hứa hẹn với cô, lần sau gặp mặt sẽ mang cho cô kẹo sô-cô-la nhập khẩu rất ngon. Nhưng không có lần sau, Bạch Nhân xuống miền, đi hẳn hơn 10 năm không trở về. Lại không biết anh chàng cao giáo kia chờ cô ở công viên bồ câu, chờ rất nhiều năm. Bạch Nhân đứng bên cửa sổ sát sàn bên trong quán cà phê ở lầu 3, nhìn màn đêm buông xuống giữa chốn phố thị phồn hoa đèn đuốc rực rỡ. Trần Hoài Kiêu bận rộn công việc buổi chiều xong, nghe nói Bạch Nhân một mình ở lầu 3 uống cà phê chiều. Anh vội vàng đi xuống, bước vào quán cà phê. Vừa nghe trợ lý bé em đến, Trần Hoài Kiêu ngồi đến trước mặt cô, vội vàng thú nhận Tần Dao đến tìm anh, nhưng anh cam đoan đây là lần cuối cùng. Bạch Nhân nhún vai, em cũng không hỏi anh giải thích cái gì? Vì trước kia nói quá ít, hiểu lầm quá sâu cho nên vẫn luôn khó hóa giải. Trần Hoài Kiêu nhìn cô thật sâu. Từ đây về sau, mỗi ngày anh đều sẽ tỏ bày cùng em, mãi cho đến ngày anh không còn có thể mở miệng nói chuyện. Bạch Nhân nở nụ cười. Vậy ai chịu cho nổi? Chịu không nổi cũng phải chịu. Bạch Nhân đứng bên cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài. Trần Hoài Kiêu đi đến bên cạnh cô, cùng cô sóng vai. Những hạt tuyết đầu mùa của năm nay là tả rơi xuống. Bạch Nhân lại cúi đầu nở nụ cười. Đáy mắt Trần Hoài Kiêu tràn ngập dịu dàng, cười cái gì? Anh trai, ở công viên Bồ Câu, anh nói lần sau mời em ăn kẹo sô-cô-la Nga nhập khẩu, em còn cơ hội ăn không? Đáy mắt Trần Hoài Kiêu xẹt qua một tia kinh ngạc.
Xin chào Trần Hoài Kiêu ngốc xít, rất ngốc. Tiếng cười Bạch Nhân lại càng trong veo sáng lạn. Cô dùng sức vỗ ngực anh, vậy mà không nhận ra em. Trần Hoài Kiêu nhéo cổ tay cô, kéo cô lại gần mình, chăm chú nhìn gương mặt thanh tú trắng nõn của cô. Theo ánh mắt cô, tựa hồ tìm lại được chút gì đó cô bé năm nào để lại cho anh. Đó là sự kiên định và dũng cảm mà nhiều năm anh nhớ mãi không quên. Hóa ra người trong lòng cũng là người trước mắt. Cửa thang máy ở phòng riêng trên tầng cao nhất mở ra, Trần Hoài Kiêu bế thẳng Bạch Nhân, mở cửa phòng ngủ. Đêm nay, trăng sáng dịu dàng chiếu soi nhìn dặm núi tuyết trắng xóa không bờ bến. Bạch Nhân tựa lưng vào bức tường kính sát đất, đầu ngửa ra sau, mờ u bàn chân duỗi thẳng, rơi xuống giữa bầu trời bạt ngàn tuyết bay. Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu đi đến biệt thự ven hồ của ông cụ Trần. Ông cụ Trần cho người giúp việc làm một bàn thức ăn thơm ngào ngạt. Đều là những món ăn dân dã của miền Nam, còn có cá ông tự câu được, mang kho tàu và hấp. Bạch Nhân theo sau Trần Hoài Kiêu, lúng ta lúng túng bước vào, không nói nên lời. Trần Hoài Kiêu thấy cô lề mề ở cửa, vì vậy nắm lấy tay cô, dắt vào nhà, như cũ lễ phép gọi to, ông nội. Tình cảm hai người cũng thật nhẹ nhàng tự nhiên. Ông cụ Trần lướt qua Trần Hoài Kiêu, nhìn đến Bạch Nhân ở phía sau lưng anh, nhóc Bạch, còn giận ông. Bạch Nhân cũng rất có tính tình, trả lời, ông nói đi, ông lừa con nhiều năm như vậy. Ha, vì chuyện này, ông vốn tưởng con nhóc Bạch để ý chuyện ông gọi Tần Giao về, ý đồ phá hoại hôn nhân của cô và Trần Hoài Kiêu. Lại không ngờ chuyện con nhóc con canh cánh trong lòng, lại là từng này năm ông đối tốt với cô. Tất cả đều là có lòng riêng kín kẽ. Ông chưa từng nói những năm này ông đối tốt giúp đỡ con đều vì ông cảm thấy được con là người thích hợp nhất với Trần Hoài Kiêu. Ông muốn con trợ giúp sự nghiệp của anh ấy. Ông cụ Trần từ từ giơ tay lên, bảo quản gia và người giúp việc ở xung quanh ra ngoài, nói với Bạch Nhân, nhóc con Bạch, con so với ai đều rõ ràng hơn. Ông là người làm ăn, sẽ không vô duyên vô cớ tốt với ai. Con hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao, ông đây sẽ không giải thích với con. Nhân buồn bã không nói. Cô sẽ không đòi ông cụ Trần giải thích, dù là năm đó ông có lòng riêng, nhưng nếu không có ông, sẽ không có cô của ngày hôm nay. Đừng nói đến báo thù, cũng không chắc có thể sống sót đàng hoàng. Bên dưới bàn, cô cảm giác được một bàn tay lớn dám nháp, nắm chặt lấy tay cô, dùng lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy cô. Trần Hoài Kiêu nhìn cô, tựa như tiếp thêm cho cô sức mạnh. Hôm nay gọi các con qua đây, không phải vì chuyện của nhóc con Bạch. Ông cụ Trần tiếp tục nói, lần trước con truy hỏi muốn nghe chuyện mẹ của Trần Hoài Kiêu, dù ông không nói, lấy cái tính tình quật cường giống nhau như đúc này của hai con, sớm muộn gì cũng tra ra, không bằng tự ông nói với các con. Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu nhìn chằm chằm ông cụ, à cũng không phải chuyện gì không thể phơi bày. Sở dĩ vẫn che giấu, ai cũng không cho nhắc đến, là hận thù của ông già này, mãi mãi không thể buông. Thù hận, Trần Hoài Kiêu nhíu mày, khó hiểu nhìn ông cụ Trần, ông nội, đây là ý gì? Con không hiếu kỳ, vì sao từ nhỏ đến lớn con không có mẹ, mà cũng không có ba? Ông nói sức khỏe ba không tốt, vẫn luôn dưỡng bệnh ở Mỹ. Trần Hoài Kiêu đè thấp giọng, mẹ, trước con nghe thím Dương, người giúp việc cũ trong nhà nói qua một lần, nói mẹ con chết vì tai nạn giao thông. Nhắc đến chuyện này, Bạch Nhân tinh ý nhận ra, đôi bàn tay nhăn nheo của ông cụ run lên, mẹ con tên là Lâm Bạch Nhi, năm đó cũng vang danh khắp trời Nam đất Bắc, là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Dung nhan rạng rỡ hiếm thấy của cô ta làm đổ vô số người, ba của con cũng là một trong số đó. Sau đó ba con đưa cô ta vào nhà, nói với ông, đời này, không phải cô ta thì không cưới. Lúc đó ông đã chọn cho ba con một cô gái xứng đôi về gia thế dòng dõi. Nhưng ba con lại cố chấp kết hôn với mẹ con, ai khuyên cũng không được, ầm ĩ với ông tận gần nửa năm, ông cũng đồng ý. Đây là quyết định làm ông hối tiếc nhất đời. Ông cụ nắm chặt tay thành nắm, đau lòng không nói nên lời. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, mỗi khi ông nhớ đến vẫn không thể nào buông. Sau khi vào nhà họ Trần, mẹ con cũng không có chỗ đứng trong giới giải trí,
Nhất là sau khi sinh con ra, giới giải trí người mới như nước chiều. Xu hướng ăn khách cũng biến chuyển theo từng ngày, mà cô ta cũng không chấp nhận được, còn lúc nào cũng nghĩ tái xuất, lấy lại được huy hoàng của năm đó. Khóe miệng ông cụ Trần lộ ra ý cười hoang đường, cô ta không muốn thừa nhận thời của cô ta đã trôi vào dĩ vãng. Cho nên mẹ con vì chuyện này nên mới tự sát. Tự sát, ông cụ Trần hừ một tiếng, ánh mắt bỗng lạnh xuống, lạnh thấu xương, cô ta là mưu sát. Hai chữ này làm cho cả Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu cùng lúc rùng mình. Sự nghiệp không thuận lợi, trầm cảm sau sinh, phương diện tinh thần của mẹ con đã không ổn. Đối với ba con lại oán trách nặng nề đủ đường, oán hận, trách nó làm chậm trễ sự nghiệp của cô ta, cũng trách con sinh ra làm cho cô ta bỏ lỡ mất thời kỳ tốt nhất. Ông cụ lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ba con là đồ không có triển vọng. Yên cô ta đến điên rồi, nó tự sát cũng theo cùng, điên sao cũng điên theo. Sau đó ông đem con còn nhỏ về nuôi bên người, tránh xa người đàn bà điên kia. Đêm giao thừa, bọn họ lái xe về nhà cũ mừng năm mới. Ông không biết tình huống trên xe thế nào, nhưng cũng đoán được người đàn bà kia lại nổi điên trên xe. Cuối cùng chiếc xe lao khỏi sườn núi, cô ta chết ngay tại chỗ, mà ba con. Ông cụ đau thấu tận tim, dùng cây gậy dí dí trên mặt đất, tính mệnh nó như chỉ mảnh treo chuông, cấp cứu một ngày một đêm trong bệnh viện, cuối cùng thành người thực vật. Bạch Nhân nhìn về phía Trần Hoài Kiêu, đáy mắt anh cật lực áp chế vẻ khổ sở. Chuyện này con cũng không nhớ rõ. Không phải con không nhớ rõ, con chưa từng biết. Ông không cho người đàn bà kia nổi điên trước mặt con, mang con về nuôi ở nhà cũ, ngăn không cho tiếp xúc với cô ta nên dĩ nhiên con không biết. Ông cụ Trần nói xong một tràng chuyện đau khổ nhất đó, tâm tình dường như cũng ổn thỏa lại. Ông mang ba con sang Mỹ an dưỡng, tiền tiêu không đếm xuể chỉ để duy trì tính mạng nó. Nhưng người sống như vậy, có khác gì với chết đi? Bạch Nhân nhìn ông, hỏi, đây là lý do ông oán hận mẹ Trần Hoài Kiêu, thậm chí không cho anh ấy đi cúng tế bà. Đây cũng là lý do ông muốn nó có thể tự khống chế bản thân. Thật lòng yêu nhau cuối cùng oán hận lẫn nhau, khi mà cái gọi là tình yêu mất đi sắc màu, chỉ còn lại cuộc sống chân thật, loại khổ sở này lại còn đáng sợ hơn so với tình cảm giả tạo để đổi lấy lợi lộc. Ông cụ khăng khăng nói, chỉ có lợi ích mới là một là mối quan hệ hôn nhân đáng tin cậy nhất. Trần Hoài Kiêu đang muốn phản đối, ông cụ Trần giơ tay lên, ông nói xong rồi. Bữa cơm hôm nay, nói vậy mấy đứa ăn cũng không vô nữa. Yên tâm, sau này ông sẽ không ngăn cản mấy đứa nữa, có điều Trần Hoài Kiêu. Ở chỗ của ông, người đẹp và giang sơn, con chỉ có thể chọn một. Bạch Nhân nhìn Trần Hoài Kiêu. Đây là việc lựa chọn mà cô không muốn chứng kiến nhất. Cô không muốn vì cô mà Trần Hoài Kiêu mất đi những gì vốn dĩ thuộc về anh, hơn nữa còn là tương lai tươi sáng nằm trong lòng bàn tay. Việc này rất không đáng. Đối. Nhưng Trần Hoài Kiêu lại không chút do dự mà cầm lấy tay Bạch Nhân. Cô càng tránh anh lại càng dùng lực mà nắm, cùng cô mười ngón đan chặt. Ông nội, từ ngày kết hôn, con cũng đã lựa chọn. Từ đầu đến cuối, trước sau như một, con đều chọn cô ấy. Trần Hoài Kiêu nắm tay Bạch Nhân rời khỏi căn biệt thự ven hồ, trên trời tuyết bay lất phất. Bạch Nhân kéo tay áo Trần Hoài Kiêu, thiệt thòi quá. Trần Hoài Kiêu cũng thở dài một tiếng, đúng vậy, mất mát lớn. Cô buông anh ra, sau đó đẩy anh một phen, hối hận thì quay ngược lại, chắc ông nội còn vui vẻ vô cùng. Trần Hoài Kiêu thuận thế ôm lấy vòng eo thon thả của Bạch Nhân, nâng gương mặt tinh tế của cô lên, cũng không làm gì khác mà chỉ nhìn cô. Nhìn cái gì đó? Nhìn xem bà Trần là của lạ hiếm thấy gì, có đáng giá đến dùng tập đoàn nhà họ Trần Giang Sơn nghìn dặm mà đổi không? Bạch Nhân hừ mạnh một tiếng, thấy đáng không? Chỉ là một cái đuôi sam tầm thường thôi. Ừ, một cái đuôi sam tầm thường. Màu của tuyết và ánh trăng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp tuyệt sắc trên trần của cô. Đôi môi mỏng của Trần Hoài Kiêu nâng lên, dịu dàng hôn cô. Những ngày của Trần Hoài Kiêu, nghìn vàng không đổi. Cảnh cuối cùng trong năm thứ ba khi anh rời đi là sau khi cố tình biết được Trình Nghiên xảy ra chuyện, ở nhà quan diễn ra một màn kịch khóc lóc đau thấu tận tâm can.
Cảnh này xuất hiện ở ngay khúc đầu của toàn bộ câu chuyện, nhưng đạo diễn cố ý xếp nó vào cảnh cuối cùng. Sắp xếp như này cũng là để cho Bạch Nhân sau khi trải nghiệm hoàn toàn nội dung phim, càng hiểu thêm về tình cảm của Trình Niên và Cố Tình, trở lại diễn đạt, có thể sẽ tạo ra được hiệu quả không tưởng. Để khơi gợi cảm xúc, Bạch Nhân tự nhốt mình trong phòng từ mấy ngày trước, không gặp bất kỳ người nào, chỉ để cho Đường Tạp đưa cơm đúng giờ. Tất nhiên Trần Hoài Kiêu cũng không quấy rầy cô. Cảnh diễn này yêu cầu cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Nếu như người diễn viên không thể nhập tâm, thì sẽ không cách nào khiến cho công chúng đồng cảm. Nếu như công chúng không đồng cảm, tỷ suất bỏ rơi bộ phim sẽ vô cùng cao. Buổi tối, Trần Hoài Kiêu về đến nhà, Đường Tạp vẫn chưa rời đi, ở ngoài cửa sau vườn hoa chờ anh. A Nhân vẫn ở trong phòng. Hôm nay mợ chủ ăn uống càng lúc càng ít, một ngày hình như chỉ ăn một bữa, nhốt mình ở trong phòng cũng không biết làm gì, tôi thấy hơi lo cho mợ ấy. Trần Hoài Kiêu có phải không biết đâu, Bạch Nhân không chỉ muốn gầy dựng tâm trạng, còn muốn thay đổi luôn cả trạng thái tinh thần của mình. Nói trắng ra, chính là Cố Tình ở giới hạn đỉnh điểm gần như tuyệt vọng. Mà trạng thái tinh thần này tuyệt đối không phải hóa trang là có được. Nếu muốn như thật, cô phải thật sự trải qua cảm giác sinh ly tử biệt. Khoảng thời gian này, Trần Hoài Kiêu bất kể là đi làm hay gặp khách hàng, lúc nào cũng lòng dạ không yên, vô số lần hối hận vì đã để cho Bạch Nhân thử nghiệm kiểu như thế này. Anh quá lo lắng cho cô. Hôm nay cô ấy đã ăn chưa? Vẫn chưa, mợ bảo tôi đừng làm phiền. Trần Hoài Kiêu gật gật đầu, đi tới phòng bếp Kiều mở, lấy tạp dề làm bếp cột lên người mình, chuẩn bị nấu cơm. Chủ, cậu biết nấu cơm hả? Trần Hoài Kiêu chống nạnh hai bên hông, nhìn nồi niêu xong chảo bên trên tủ kệ, có lẽ biết. Có lẽ, bước đầu tiên có phải là châm lửa? Đường Tạp đi tới, hướng dẫn, bước đầu tiên nên đổ dầu. Trần Hoài Kiêu đổ dầu vào chảo, sau đó bật lửa, bước tiếp theo thì sao? Không phải, cậu chủ, đồ ăn đâu? Anh hỏi ngược lại với Đường Tạp, đồ ăn đâu? Đường Tạp cạn lời mở tủ lạnh hai cánh ra, thưa cậu chủ, cậu còn chưa nghĩ ra nấu món gì, cậu đổ dầu cái gì chứ hả? Không phải anh bảo bước đầu tiên là đổ dầu à? Rốt cuộc Đường Tạp cũng hiểu ra, trên đời này chuyện thật sự khiến cho Trần Hoài Kiêu không giỏi, thì đó chính là nấu ăn. Thưa cậu chủ, cậu tính nấu món gì? Trần Hoài Kiêu vô cùng hiểu rõ năng lực bản thân, mì trứng cà chua đi, lúc trước cô ấy cứ hay đi lên trấn trên ăn món này. Vậy cậu phải chuẩn bị rửa cà chua, đập trứng. Đường Tạp cực kỳ kiên nhẫn nắm tay chỉ dẫn từng bước nấu ăn cho Trần Hoài Kiêu. Rốt cuộc, 40 phút trôi qua, một tô mì trứng nấu cà chua thơm ngát đã nấu xong. Nhìn mì sợi trong tô này có màu sắc hơi kỳ lạ, Đường Tạp nuốt nước miếng một cái. Mợ chủ đói rồi ăn gì cũng thấy ngon, chắc là sẽ không để ý đâu, nhỉ. Trần Hoài Kiêu còn đặc biệt ép cho cô một ly nước dưa leo, đặt chung một khay với tô mì chua, lên lầu đến trước cửa phòng. Anh đang định gõ cửa, sau giây phút trầm ngâm, anh gọi Đường Tạp lên, đưa khay cho anh ta, anh đưa đi.